Xin chào mọi người. Hello, xin chào các anh chị và các bạn. Sáng nay mọi người đã nằm như thế này với Lý chưa? Kệ, đợi Lý xíu nhá. Đến giờ là mình làm thôi các anh chị ạ. Rất là tuyệt vời. Hello, xin chào người đầu tiên. Em chào chị yêu. Chị Yến sáng nay làm chưa? Chị Yến sáng nay làm thải độc cà phê chưa? À, đợi Lý xíu nhé. Phát xem chung cho Lý 10 giây nữa các anh chị ha. Đợi Lý xíu chút xíu xíu xíu. Xem chung này. Đăng. Ok. Ở đây các anh chị đã làm thải độc cà phê hết chưa? Bây giờ Lý sẽ bắt đầu làm này các anh chị. Mình sẽ làm thải độc cà phê. Cái thời gian mà Lý làm ý, thì là từ tầm 7 rưỡi cho đến 8 rưỡi. Thì nói chung thì cái thời gian thì nó sẽ dao động trong cái khoảng đó các anh chị nhá. Thì như ngày nào mình cũng làm vào một cái khung giờ đó cả. Mọi người lưu ý cho Lý ha. Làm thì giờ nào cũng được cả, nhưng hãy làm vào một cái khung giờ cố định để cho nó đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Còn ví dụ như mà các anh chị làm mà đừng có lộn xộn thời gian quá các anh chị ha. Và thêm một cái nữa đó là làm ý, thực ra thì nhiều người bữa nay hỏi Lý là cái thời gian làm thì như nào, có bắt buộc phải làm buổi sáng hay không, thì câu trả lời là không các anh chị ạ. Thực ra thì làm vào cái thời gian nào cũng được cả, các anh chị rảnh giờ nào đúng không ạ, mình hãy sắp xếp theo cái công việc của mình và mình làm vào giờ đó cho Lý các anh chị nhé. Thì thực ra làm buổi sáng thì mình ngủ dậy thì mình sẽ làm sạch cơ thể của mình đúng không ạ, cho nó ngày mới nhẹ nhàng. Còn buổi tối trước khi đi ngủ có rất là nhiều các anh chị làm buổi tối và chỉ có thích làm buổi tối thôi các anh chị ạ. Đó, đây là mỗi một cái khung giờ nó sẽ có một những cái ưu điểm khác nhau, quan trọng là cái cơ địa và cái thời gian của mình nó phù hợp như thế nào thôi. Chị Hải đang chuẩn bị đun cà phê tuyệt vời quá. À các anh chị ơi, cái livestream này Lý có tặng quà đấy. Mọi người hãy giúp Lý chia sẻ video này thật là nhiều nhá. Những ai mà chia sẻ nhiều nhất ý, thì Lý sẽ tặng anh chị làm cái liệu trình 15 ngày thải độc cà phê miễn phí luôn. Nếu như mà các anh chị nào mà chưa có làm, đang quan tâm, đang muốn làm nhưng chưa có cà phê dụng cụ thì các anh chị có thể cùng Lý gieo hạt chia sẻ thật là nhiều, thì Lý sẽ tặng cho các anh chị 15 ngày thải độc cà phê nhé. Hoặc là nếu mà các anh chị có rồi, các anh chị có thể lấy về để mà mình tặng cho lại cho ai đó các anh chị ha. Hoặc là mọi người giúp Lý tổ chức cái buổi xem chung để cho nhiều người được biết đến cái phương pháp này hơn các anh chị nhé. Đó, nếu như mà các anh chị mình đã có rồi thì các anh chị có thể lấy về tặng lại cho một ai đó, rất rất là giá trị các anh chị ạ. Còn nếu mà mình chưa có thì các anh chị có thể chia sẻ video của Lý thật là nhiều, thì Lý sẽ dành tặng 15 ngày thải độc cà phê cho hai anh chị nào chia sẻ nhiều nhất. Có hai phần quà nên mọi người cứ yên tâm nhé. Đó. Rồi đây là cái gói cà phê của Lý. Sáng nay là Lý dùng cái túi nhựa. Đó, mọi người thấy không ạ? Đây nha, cái túi này này. Đó, cái túi này là nếu như mà ai mới làm đó, chưa quen thì mọi người hãy làm túi này. Mọi người thấy mình rất là dễ quan sát cái cà phê ở bên trong đúng không ạ? Hoặc là lâu lâu các anh chị đi du lịch công tác, các anh chị làm túi này. Lâu lâu thì Lý vẫn làm túi này để cho mà mọi người thấy được các anh chị nhé. Đó, cái túi này thì như Lý đang đựng ở trong này là 1000 ml. Đó, dây của nó này và một cái sợi dây là mình đã đưa vào trong cái hậu môn của mình, thì mình đưa vào khoảng 3-5 cm như thế này. Ai mà đưa được sâu hơn nữa thì mọi người cứ đưa nhé. Đó, Lý thì chỉ đưa tầm này. Và mình ngày nào cũng như thế thôi các anh chị. Chị cũng đang làm thải độc cà phê rất tuyệt vời. Chị Khánh Huyền làm được lâu chưa? Tuyệt vời quá. Ôi em rất là vui khi mà ai vào xem livestream của Lý cũng là người đang làm, đang biết đến phương pháp này rồi, rất là tuyệt vời. Đó, các anh chị hãy giúp Lý chia sẻ video này thật là nhiều các anh chị nhé, để cho nhiều người được biết đến hơn và mình có cơ hội nhận quà các anh chị nhé. Lý sẽ dành tặng 15 ngày cái liệu trình 15 ngày thải độc cà phê miễn phí cho hai anh chị nào chia sẻ cái video này, cái livestream này nhiều nhất. Bởi vì Lý muốn là lan tỏa cái phương pháp này đến cho thật là nhiều người. Các anh chị hãy chung tay cùng với Lý để mà chúng ta cùng tạo lên, đúng không? Cùng chia sẻ và cùng tạo lên một cái giá trị, một cái về sức khỏe cho mọi người các anh chị ha. Rồi, bây giờ nhá, bắt đầu là mình truyền đấy các anh chị. Đó, chị Hương làm chưa? Chị Lương Hương làm chưa? Mở nha, mở một giây đưa vào trong hậu môn, không có đau, đưa vào chẳng không đau, không nhột, không có cái gì nguy hiểm hết các anh chị nhá. Dụng cụ các anh chị giữ gìn sạch sẽ là không có cái gì mà nguy hiểm cả và không có đau gì hết á. Xong bây giờ bắt đầu mở ra này. Đó, mở ra thì nước cà phê nó sẽ bắt đầu nó chảy vào trong cái đại tràng của mình rất là nhẹ nhàng các anh chị ha. Có thể là đường ruột của các anh chị chưa sạch thì các anh chị trong lúc truyền các anh chị sẽ cảm thấy bị đau bụng, bị
bị quặn, bị đi vệ sinh thì mình cứ đau bụng thì các anh chị khóa lại, chịu không được nữa thì mình đi vệ sinh thôi các anh chị nhé. Đó, còn như lý thì thật sự là quá là nhẹ nhàng luôn, không có cái gì mà nhẹ nhàng và sướng bằng cái này, làm tại nhà rất tiết kiệm. Đó, các anh chị này, giống như lý đang làm như thế này tại nhà thì một lần như thế này thì nó chỉ có khoảng là 15, 11 cho đến 15 nghìn thôi. Đúng ạ, các anh chị ra ngoài spa thì ít nhất là 1 triệu các anh chị nhá. Cái mấu chốt là cái này, nhưng trước khi làm cái này người ta sẽ còn massage, người ta sẽ còn làm thêm nhiều cái dịch vụ khác cho mình nữa thì người ta mới có thể lấy được của mình mấy triệu bạc các anh chị ha. Nên thật sự nếu như mà các anh chị nào muốn tiết kiệm, mình muốn khỏe thật sự và mình muốn tiết kiệm cả tiền bạc cả thời gian thì các anh chị làm cái phương pháp này tại nhà rất là tuyệt vời các anh chị ha. Đó. À, đã. Ở đây các anh chị làm hết chưa? Chị Chu Lợi đã làm chưa? À chết rồi, hình như chị Chu Lợi còn nói em gửi cà phê cho chị đúng không nhở? Ôi, em thấy chị em mới nhớ, em không biết là bên em đã gửi cho chị chưa nữa. Chị Chu Lợi sáng nay đã làm thải độc cà phê chưa? Các chị yêu nhớ nhá, chia sẻ video này giúp Lý để được thực sự cái mấu chốt là cái quan trọng nhất là Lý muốn nhiều người được biết đến cái phương pháp này hơn, đúng không ạ? Giống như hôm qua Lý xem một cái video của Lương Y Ngô Đức Vượng mà Lý có đăng lên đấy, các chị xem chưa? Lướt vào trang của Lý xem Lương Y Ngô Đức Vượng, tác giả của bộ sách của cuốn sách Minh Triết Trong Ăn Uống Phương Đông, nói về cái thải độc cà phê nhá. Làm xong rất là nhẹ nhàng khoan khoái và luôn gọi là luôn luôn nghĩ rằng là làm sao để mà ai ai cũng được làm cái phương pháp này. Và Lý tin chắc chắn rằng là nếu như mà ai cũng làm phương pháp này á, Việt Nam của mình ung thư giảm đi rất là nhiều và nhiều bệnh khác nữa các anh chị ạ. Đó, sẽ một ngày hiện tại bây giờ 300 người chết vì ung thư, các chị thấy rất là kinh khủng không ạ? Nếu như mà mình không có nghiêm túc mà mình xem lại cái sức khỏe của mình chăm lo cho sức khỏe của mình, không biết đâu được một ngày nào đó mình sẽ rơi vào cái con số đó các anh chị ha. Bây giờ ung thư ở tất cả mọi độ tuổi, tất cả mọi ngành nghề đó, tất cả mọi cái giai cấp trong xã hội này không có trường một ai cả. Nên cho dù là mình như thế nào, các anh chị phải luôn có thời gian cho sức khỏe của mình các anh chị nhé. Đây này, cái này là cà phê thải độc. Mọi người lưu ý cho Lý thì cà phê hãy dành riêng, chọn riêng cái loại cà phê dành cho thải độc các anh chị nhé. Làm tại nhà chẳng có đáng bao nhiêu cả, đã rất là tiết kiệm rồi. Nhưng các anh chị đừng tiết kiệm hơn nữa. Này, đi mua những cái loại cà phê nó không phải là thải độc, đúng là nó rẻ hơn, nhưng mất công nó lại không an toàn, nó lại mang thêm bệnh vào thì nó lại thành siêu đắt rồi các anh chị ạ. À, để có hướng dẫn sử dụng nha. Có một chị khách hỏi Lý là nếu như mà ngày nào cũng làm thải độc thì phân ở đâu ra, đúng không? Mọi người có ai thắc mắc câu hỏi này không? Nếu như mà chị hỏi Lý à, chị không biết là nếu như mà ngày nào cũng làm thải độc thì phân ở đâu ra vậy em? Mình bơm cà phê vào vậy thì vẫn ra nước cà phê. Mà trong khi Lý đã làm hơn một năm nay là mỗi ngày Lý bơm cà phê vào nó vẫn ra rất là nhiều phân các anh chị. Phân ở đây, cái đầu tiên đó các anh chị, thì mình có nên làm mỗi ngày hay không? Câu trả lời chắc chắn là có các anh chị nhé. Các anh chị hãy nên làm mỗi ngày. Thì phân ở đâu ra? Cái thứ nhất á, nếu như mà năm nay các anh chị bao nhiêu tuổi đúng không ạ? Các anh chị 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi thì có nghĩa là đã 30 năm, đã 40 năm, đã 50 năm cái cơ thể của mình nó bắt đầu nó tích tụ độc tố rồi các anh chị nhá. Cái phân nó đã bắt đầu tích tụ trong cái đại tràng của mình từ 30 năm, 40 năm, 50 năm, nó tùy theo cái anh chị bao nhiêu tuổi thì là bấy nhiêu năm nó bắt đầu tích tụ độc tố. Nên là có những cái độc tố khi mà làm các anh chị sẽ thấy ra luôn. Nhưng có những cái độc tố các anh chị phải làm 3 tháng sau, 1 năm sau hoặc là hơn 1 năm sau nó mới ra được. Có nghĩa là nó bám rất rất là chắc trong cái thành đường ruột của mình. Mà mình làm cái thải độc cà phê này các anh chị hình dung ạ, mình chỉ bơm vào rồi ra, bơm vào rồi ra, chứ không có phải giống như kiểu là các anh chị đánh răng đúng không ạ? Các anh chị đánh răng còn cầm chà 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 mài mài là có những cái mảng bám nó rất là cứng thì nó còn đi ra bên ngoài được. Nhưng cái độc tố các anh chị bơm vào rồi ra thì nó sẽ rất là lâu, có những cái độc tố nó bám trong đó nó cứng rồi nó làm cho những cái nếp gấp nó cứng như cao su vậy đấy các anh chị. Nên các anh chị cần phải làm một cái thời gian rất là dài, dài thì bao lâu thì chẳng thể nói được bởi vì là tùy vào cái cơ địa mỗi người. Như Lý thì Lý đã làm hơn một năm rồi thì nó mới có thể ra được các anh chị nhá. Nhiều khi đi vệ sinh là nó ra cái phân, nó vẫn còn ra những cái cục phân nhỏ 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 hay là những cái mảng dây dây nhìn nó rất là kinh khủng và nó cũng rất là lạ lùng, mình chẳng hiểu nó nằm ở trong cái ngóc ngách nào nữa các anh chị ạ. Đó là cái thứ nhất các anh chị nhá. Và cho dù là những cái đó nó đã ra hết rồi, nếu như mà mọi người nghĩ rằng nó đã ra hết rồi mọi người không cần làm nữa thì vẫn không có đúng các anh chị, bởi vì các anh chị sẽ ăn mỗi ngày mà đúng không ạ? Bây giờ các anh chị thử hỏi là ô người ta dọn rác mỗi ngày vậy chẳng biết rác ở đâu ra mà dọn đúng không ạ? Tại sao tối nào các cô chú lúc nào cũng phải dọn rác? Là bởi vì mình sinh hoạt này các anh chị, đúng không? Mình nấu nướng nó sẽ có rác này. Vậy thì các anh chị ăn ăn vào, uống vào, hít thở vào, suy nghĩ vào là nó đã có độc tố rồi các anh chị.
đó, tất cả mọi cái hoạt động của mình nó đều có cái quá trình là sinh ra cái chất cho cơ thể, và chất trong cơ thể của mình nó lại đảo trả ngược lại là độc tố. Vậy thì độc tố đó nó cần được đưa ra khỏi cơ thể của mình thì mình mới có thể khỏe mạnh được, các anh chị mới có thể phòng bệnh được các anh chị nhé. Giúp Lý chia sẻ video này, các anh chị nhắc chia sẻ thật là nhiều. Đó, Lý sẽ dành tặng hai phần quà là 15 ngày thải độc cà phê miễn phí cho hai anh chị nào chia sẻ nhiều nhất. Nên hãy giúp Lý chia sẻ thật nhiều nhé. Rất rất là biết ơn, cảm ơn các anh chị luôn. Cho mình hỏi người ung thư tuyến giáp được chị nhé, bất cứ một cái loại ung thư nào đều làm được chị nhé, chị Linh Nguyễn. Nhưng đối với bị ung thư này chị, em khuyên thật lòng á, nếu như mà đối với những người bị ung thư, ngoài việc làm hãy phải tìm hiểu thật là kỹ vào, bởi vì đây là những cái phương pháp tự nhiên, mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm cho cái sức khỏe của mình đúng không ạ? Thì đúng em có nói là làm được nhưng làm nó an toàn lắm, không có gì cả, nhưng hãy tìm hiểu thêm, bởi vì có thể trong cái lúc mà mình làm đúng không ạ, người ung thư thì độc tố bây giờ rất là nhiều, những cái chức năng cơ quan, gọi là những cái chức năng của cái bộ phận đó nó đã không còn được như lúc ban đầu nữa, nên có thể là các anh chị làm các anh chị sẽ thấy là nó sẽ chưa được thoải mái ngay giống như những cái người bình thường, nhưng thật sự nó rất là tốt về lâu về dài, nên vừa làm hãy đọc thêm sách chị Linh nhá, đây là một cái lời khuyên mà vô giá luôn chị ạ. Đọc thêm sách chị ạ, nhá, đọc thêm sách vào, đọc sách nhân tố enzyme, mình chia trong ăn uống phương Đông, và đọc thêm cuốn là ung thư sự thật hư cấu gian lận và những phương pháp chữa lành không độc hại. Cái cuốn tên nó rất là dài, sách thì có thể ra ngoài những cái nhà sách lớn mua, hoặc là các anh chị cho dù bất cứ ở nơi đâu các anh chị tải cái app Tiki về, các anh chị mua sách trên đó người ta giao tận nhà cho mình nhá. Lời khuyên vô giá nhất cho chị Linh đó là hãy đọc thêm sách chị nhá. Phải có kiến thức các chị ạ, các anh chị phải có kiến thức về những cái này, đặc biệt là những người bị ung thư các anh chị nhé. Người ta không chết vì ung thư mà người ta chết vì thiếu kiến thức các anh chị ạ, người ta chết vì thiếu hiểu biết. Chị làm 5 giờ sáng, sáng nào cũng thế em mà không bỏ nổi ngày nào, chính xác luôn đúng không ạ? Đánh răng rồi là các anh chị đâu bỏ nổi ngày nào đâu. Nên chị làm cái này cũng thế thôi. Đó. À, bị trĩ không chị ạ, bị trĩ chị làm đi, nó sẽ làm, nó sẽ giúp cho cái trĩ của mình nó sẽ không bị nặng thêm chị nhé. Còn trong trường hợp nếu như mà đang bị trĩ mà ra máu á thì nó bị đau quá đúng không ạ, thì mọi người có thể là đưa cái ống này vào, các anh chị lo các anh chị sợ thì có thể là tạm thời mình chưa có làm. Nhưng nếu mà bị trĩ ra máu nhưng lại bị thêm táo bón nữa thì nó khổ gấp đôi đúng không ạ, khổ lên gấp trăm lần, thì mọi người càng nên làm, hãy chịu khó cái lúc ban đầu nhá. Cái lúc làm á, bôi trơn cái ống, cái đầu ống đưa vào hậu môn và bôi trơn cả cái hậu môn của mình bằng cái dầu dừa hoặc dầu ô liu để mà nó đưa vào dễ dàng hơn và nó giảm đi cái cọ, cái gọi là cái ma sát các anh chị nhé. Nên là hãy làm đi, bị trĩ làm thì có một số khách quản lý thì nó giảm đó, tự nhiên không hiểu sao luôn đấy các anh chị, thì cái trĩ đó nó teo lại, nó bớt đi. Nhưng đa phần là nó sẽ duy trì cho mình, nó sẽ không làm cho cái trĩ của mình bị nặng thêm các anh chị nhé. Nên nếu như mà bị trĩ đúng không ạ, các anh chị hãy làm đi. Rồi bị thêm một cái nữa đó là kích thích đại tràng đó, bữa nay Lý phải nhắc về cái đó nhiều, bởi vì thế mọi người bị cái đó nhiều và mọi người sợ, bởi vì mọi người kêu là bị kích thích đại tràng là mình đi vệ sinh nhiều rồi, đi vệ sinh loãng rồi mà bơm cái này vào lại sợ đi nhiều hơn nữa. Nhưng thực ra không phải các anh chị, khi mà mình bơm cái này vào là gần như là cái phân nó được đẩy ra bên ngoài một cách sạch sẽ hơn, nên là mọi người sẽ giảm, bắt đầu từ từ giảm dần cái tần suất đi vệ sinh của mình xuống các anh chị nhé. Và mình sẽ thấy là từ từ sau này giống như khách của Lý bây giờ á, có một cái chị Dung á, bị kích thích đại tràng rất là khổ luôn bao nhiêu năm trời, nhưng làm thải độc cà phê với Lý từ những cái ngày đầu tiên luôn là hơn 1 năm nay, và bây giờ bình thường với các anh chị một ngày cũng chỉ đi có một một lần vậy thôi, đã một lần hoặc 2 lần vậy thôi các anh chị, chứ còn ai mà bị kích thích đại tràng là biết là như thế nào rồi các anh chị ha. Mọi người giúp Lý chia sẻ video này nhé, đó, hãy thật sự là hãy cùng Lý chia sẻ lan tỏa cái giá trị này đi các anh chị, bởi vì cũng có thể có nhiều anh chị ở đây biết được phương pháp thải độc cà phê qua một cái điều gì đó mà người khác chia sẻ đúng không ạ, thì các anh chị hãy hãy làm điều đó lại với những người khác, hãy chia sẻ cái này để cho một ai đó họ biết được đến cái gọi là cái từ khóa làm sạch đại tràng, biết đến cái từ khóa là thải độc cà phê, còn người ta quyết định làm hay không thì phải tự người ta quyết định thôi, nhưng mình cứ gọi là kết nối, mình cứ gieo duyên như thế đúng không ạ, cho người ta biết đến, người ta quan tâm thì người ta sẽ tìm hiểu, còn người ta không quan tâm thì mình đã xong cái nhiệm vụ của mình là chia sẻ rồi các anh chị nhé. Thì Lý sẽ dành phần quà đó là 15 ngày thải độc cà phê miễn phí, liệu trình 15 ngày cho hai anh chị nào đó, hai anh chị nào mà đang đang muốn làm nhưng mà chưa ngại đầu tư đúng không ạ, thì đó các anh chị cứ chia sẻ giúp Lý thì Lý sẽ tặng cho các anh chị về, các anh chị làm miễn phí 15 ngày là đã đủ cho anh chị cảm nhận rồi đúng không ạ, chưa cần nhiều đâu. Còn nếu mà các anh chị đã có rồi thì các anh chị có thể lấy về để mình tặng lại cho ai đó, có rất là nhiều người lấy cái quà tặng đó về tặng lại cho những cái người nghèo các anh chị đó, để cho người ta biết được đến cái đó.
Làm cái này trước trước ăn sáng, trước sau gì cũng được chị. Thông thường thì em sẽ làm trước ăn sáng. Còn có những người nào mà hay bị mệt, hay bị tụt huyết áp đúng không ạ, hay là bị chóng mặt gì đó thì mọi người có thể là làm mà sau bữa ăn các chị nhá, nên làm lúc bụng no nếu mà những người mà hay bị mệt. Còn như em thì em hay làm trước bữa ăn để mà mình làm xong người nó nhẹ nhàng, ăn cho nó ngon miệng hơn. Nhưng nếu mà làm sau bữa ăn thì ít nhất là sau 30 phút hoặc 1 tiếng gì đó, để cho nó bắt đầu nó tiêu hóa bớt thức ăn đã, bụng mình nó bớt đầy đi rồi mình làm nhé. Mình thấy có người làm thải độc bằng lúa mì, vậy có khác với cà phê bạn làm không, cả hai phương pháp hả bạn? Dạ, cái lúa mì thì em lý lại chưa làm bao giờ. Từ ngày bắt đầu mà em lý làm sạch đại tràng á, em lý tìm hiểu thì em lý là chọn cà phê luôn, vì em lý cũng tìm hiểu rất là kỹ. Cái mục đích lớn nhất của mình làm cái này đó là mình thải độc. Thì trong các loại á, cà phê nó là thải độc tốt nhất. Thứ nhất là cà phê khi mà mình bơm vào nó làm sạch đại tràng, và trong cái cà phê nó có caffeine và theophylline, thì hai cái chất này nó sẽ thẩm nó có nghĩa là nó sẽ kích thích cho cái ống mật nó mở rộng hơn, và cái độc tố từ trong gan đó các anh chị nó được đào thải xuống. Có nghĩa là khi mà Lý làm cà phê là mình đang giúp cho gan thải độc một phần các anh chị nhé. Nên là em thì cái lúa mì thì em cũng chưa làm bao giờ, nên là em cũng không có thể nói về cái lúa mì nó là như thế nào được. Nhưng nếu mà nói về cà phê tại sao em Lý lại chọn, bởi vì nó thải độc cho gan chị nhé. Mục đích của em, cái quan trọng mục đích của các anh chị là gì, mục đích của Lý là thải độc thì Lý thấy là cà phê là thải độc tốt nhất thì Lý chọn cà phê luôn. Mọi người lưu ý là chọn cái loại cà phê hữu cơ nhé, hữu cơ dành riêng cho thải độc đại tràng, đó là nó an toàn thôi, không có cái vấn đề gì hết các anh chị, rất là tiết kiệm. Cho dù các anh chị mua cà phê của Mỹ 2-3 triệu một ký, nó vẫn đang là rẻ các anh chị. 2-3 triệu một ký đó các anh chị làm cũng được biết bao nhiêu tháng, chia ra thì cũng chẳng bao nhiêu cả, một lần thì cùng lắm phải vài chục nghìn các anh chị ha, cũng chẳng có đáng cái gì cả. Còn hơn cái bây giờ đó, rất là nhiều người họ đi làm những cái liệu trình này ngoài spa mấy chục triệu là bình thường các anh chị, do là các anh chị bây giờ mới biết và biết qua Lý trước đúng không ạ, chưa phải là biết qua những cái dịch vụ đó. Còn nếu mà các anh chị biết qua những cái dịch vụ đó, mọi người sẽ thấy là sao mà rẻ kinh khủng khiếp vậy, tính ra thì nó cũng không có bao nhiêu cả nhé. Dầu ô liu ha chị, em mua trên công ty mà họ chuyên cung cấp về những cái hàng organic hữu cơ như thế này. Nếu mà chị Hương cần á thì, hoặc là chị có thể lên trên Google á, trên dầu ô liu nó có hết á. Còn nếu mà chị Hương mà cần thì mà tin tưởng thì chị em có thể mua giúp cho chị nhé. Đó, chị nhắn cái địa chỉ với số điện thoại thì em sẽ nhờ các bạn là trợ lý bên em là đặt giúp cho chị. Mọi người chia sẻ video giúp Lý nhé, đã chia sẻ để nhiều người được biết đến cái này và mình có cơ hội nhận quà nha. Này hết rồi này các anh chị, đó một lít quản lý là hết sạch sành xanh rồi nè, không còn một miếng nào. Nói chung và bây giờ thì mình cảm thấy chuẩn bị là cần phải đi vệ sinh rồi, nhưng mình vẫn chưa đau bụng đó, Lý quen rồi các anh chị, với lại là đại tràng của mình là nó đang còn khỏe, nó đang còn trẻ nên là mình làm nó rất là bình thường. Có nhiều người đến cái đoạn này là đau bụng lắm này, chỗ đau quằn quại không thể chịu được luôn. Nhưng không không vấn đề gì cả các anh chị, không ai giống ai hết các anh chị nhé. Độ tuổi khác nhau, tình trạng sức khỏe khác nhau, thói quen công việc khác nhau thì nó sẽ dẫn đến cái sức khỏe, cái đại tràng của mình nó khác nhau. Nên có thể bây giờ các anh chị bị đau là do các anh chị không được khỏe đúng không ạ? Đại tràng mình nó đang bị thắt chỗ này, nó phình chỗ kia rồi, nó nhiều túi thừa, nên cái việc mà bị đau là hoàn toàn bình thường nhá. Trời ơi, mọi người làm bị đau bụng mọi người hốt hoảng luôn, các anh chị gọi cho mình rồi không hiểu bị làm sao. Thực ra rất là bình thường các anh chị nhá. Còn Lý thì mình làm quen với lại là có thể là nó còn khỏe nên là nó không có vấn đề gì cả nhá. Đó, mọi người yên tâm ha. Hãy làm phương pháp này mỗi ngày. Còn làm á, khi phân ở đâu thì phân là do các anh chị ăn á, đúng không? Một ngày ít nhất là mình ăn 3 bữa. Khi nào mà các anh chị không ăn nữa, không uống nữa, không không suy nghĩ nữa, đó, giống kiểu là mình không còn sống nữa thì mình không cần phải làm. Còn nếu như mà các anh chị vẫn đang phải ăn, phải uống hàng ngày, phải suy nghĩ, phải làm việc, phải hít thở thì có nghĩa là các anh chị vẫn đang tạo ra độc tố trong cơ thể của mình. Thì các anh chị cứ yên tâm mà làm cái này, các anh chị giúp cho cơ thể một phần rất là lớn nhé. Và cuối cùng là hãy chia sẻ video này giúp Lý nhé. Lý thật sự là rất là mong các anh chị hãy chia sẻ thật là nhiều vào, nhiều người biết đến, và Lý sẽ dành tặng 2 phần quà là 2 cái liệu trình 15 ngày thải độc cà phê miễn phí cho 2 anh chị nào chia sẻ nhiều nhất. Hãy giúp Lý chia sẻ video này nhé. Mình chỉ nên làm 1 lít thôi hả bạn? Đối với cà phê thì em làm 1 lít thôi chị ạ. Đấy, em không biết những cái khác, nhưng nếu mà chị hỏi về cà phê thì thứ nhất là em chọn cà phê, và cà phê thì em chỉ làm khoảng 1 lít hoặc là cùng lắm thì 1,2 lít chị nhé. Nên là nếu 2 lít có sao không bạn? Có cho chị số điện thoại của em. Số điện thoại của em này 0967 937 564 nhé. Mọi người viết lại Zalo của em luôn á các chị, 0967 937 564. Ai đang rảnh tay comment số điện thoại của Lý giúp em với, 0967 937 564. Ôi, bây giờ bị đau bụng rồi. Bye bye mọi người nhé, Lý phải tắt live stream đây. Bye bye các chị, phải đi vệ sinh. 0967 937 564 số điện thoại của em nhé. Ai cần gì cứ gọi cho em Lý nhé.
Bye bye các chị yêu.